Dạ con biết rồi thầy. Dạ chị Hân nha thầy. Con mẹ con học cái gì? Quy, mày làm gì á mà thầy để mắng vô tao? Con đâu có đâu. Đâu có làm gì đâu. Mày không làm gì hả? Thầy, thầy nói á là mày ở trường mày phá phách. Mày bữa nay mày chết rồi con.